Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại quận Đống Đa. Hôm nay Việt ở công viên văn hóa Đống Đa gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm 1979 đến hôm nay là năm 2002. Hôm nay mùng 5 Tết quý vị và các bạn. Rất nhiều người đã tới viếng cũng như là tham quan Gò Đống Đa trong dịp xuân mới. Nhưng do dịch Covid-19 nên là nhiều người vẫn chưa được vào. Chút nữa ở Gò Đống Đa mở cửa thì Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh ở bên trong Gò Đống Đa. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết quý vị và các bạn. Mùng 5 tháng 1 năm 2022, năm Nhâm Dần. Cách đây một tiếng thì người dân bắt đầu đã về với Gò Đống Đa rồi, nhưng chưa được vào trong để viếng. Anh cả mang hoa thì chờ một tiếng rồi quý vị và các bạn. Người người vẫn đang về với Gò Đống Đa quý vị và các bạn. Cách chức luôn.
Xin mời quý vị và các bạn ngắm những hình ảnh ở bên ngoài, Gò Đống Đa. Các cơ quan chức năng chưa cho người dân vào. Đây là mời quý vị và các bạn ngắm những hình ảnh ở bên ngoài. Đang ở bên hông đường phố Đặng Tiến Đông, quý vị và các bạn. Dần tới mỗi lúc mùa đông hơn rồi, quý vị và các bạn. Hình ảnh rất tuyệt vời, người người đến với Gò Đống Đa để viếng vua Quang Trung, Nguyễn Huệ. Cờ của lễ hội vẫn tung bay. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay rơi vào khoảng 22 độ C, quý vị và các bạn. Có gió. Người dân thì mỗi lúc mùa đông hơn rồi. Hình ảnh rất đẹp của mùa xuân Nhâm Dần, quý vị và các bạn. Thường ngày mùng 5 cũng là ngày khai hội, bắt đầu khai hội từ Gò Đống Đa, xong sẽ khai hội sang các chùa. Nhưng mà Việt thấy năm nay một số các chùa cũng không mở cửa. Nhưng ở thủ đô Hà Nội thì mới thấy có chùa đóng cửa, có chùa mở cửa. Mời quý vị và các bạn thưởng thức những bông hoa cúc rất đẹp đang khoe sắc ở dưới Gò Đống Đa.
Việt mời quý vị và các bạn xuống thưởng thức những hình ảnh ở Gò Đống Đa ở bên ngoài. Các năm trước thì lễ hội Gò Đống Đa tổ chức rất là vui. Năm nay thì người dân được vào rồi, quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn vào trong để tham quan. Đấy, các anh phải khiếu lại thì mới nhanh được vào, không có lại om đến chiều. Mời quý vị và các bạn vào xem nghi lễ người dân vào thắp hương. Xong rồi thì Việt sẽ quay toàn cảnh gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh rất đẹp ở Gò Đống Đa. Không phải anh nào đưa đi với bà Hương. Đấy. Hai ông bà đi đi. Không được, cứ đi người nữa. Cứ đưa anh ấy.
Do năm nay dịch Covid nên là cũng rất ít người tới với Gò Đống Đa quý vị và các bạn. Các năm thì lễ hội diễn ra linh đình, vui. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn bấm vào chuông và quý vị bấm rung chuông. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về không khí đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Và ngay ở bên cạnh tượng đài vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, Việt mời quý vị và các bạn ngắm những nét xuân, ngắm những bông hoa đào đang khoe sắc, rất là rực rỡ, rất là tươi đẹp, những bông, những cây đào cổ. Xong rồi thì Việt sẽ mời quý vị và các bạn vào bên trong nhà thờ. Thời tiết hôm nay rất đẹp nên là quý vị và các bạn thưởng thức những bông hoa đào khoe sắc. Nhìn rất là tươi. Cảm giác rất là tươi trẻ quý vị và các bạn. Được anh. Okay. Anh hơi niếc về cây đào một tí nữa. Đúng rồi. Em bấm nhiều đấy, anh về. Vâng. Cây đào này đỏ thắm quý vị và các bạn. Đúng đào Nhật Tân xịn. Quý vị và các bạn xem. Ở bên trong rất đỏ. Đỏ thắm luôn. Rất đẹp. Vâng. Đào này là đào chuẩn Nhật Tân. Vâng.
để cho mùa xuân thêm tươi. Việt luôn gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh, những đặc sản của thủ đô Hà Nội với những bông hoa đào đang khoe sắc xuân. Và Việt mời quý vị và các bạn tiến về nơi đền thờ của vua Quang Trung. Hai bên bậc lên đền thờ, Việt thấy được trang trí bởi những nặng hoa tươi rất đẹp. Trước nhà thờ thì Việt thấy có bốn tảng đá quý vị và các bạn.
Mời quý vị và các bạn vào bên trong. Quý vị thấy hình như bên trong là làng đền thờ của ngài trong này. Câu đối hậu cung Sơn Hà Đại Định.
Và đây là những chiến thắng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, quý vị và các bạn. Những câu bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sơ lược quá trình tu bổ tôn tạo. Tôi thấy hai bên nhà thờ được trang trí bởi hai cây, một là cây quất, hai là cây đào. Mình mời quý vị và các bạn sang ngắm những nét đẹp của mùa xuân. Mùa xuân Nhâm Dần ở bên cây đào cổ, phải thấy cây đào cổ này rất đẹp. Chúc mừng năm mới cô nha. Hình như quen. Rất đẹp quý vị và các bạn. Chị chụp thế là chụp ngược sáng rồi, chụp quay vào mặt trời kia. Không chụp đâu, chụp ngược sáng tối. Những câu nói bất hủ quý vị và các bạn. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luôn bất phải, đánh cho nó phiến giáp bất hòa, đánh cho sử chi Lam Quốc anh hùng, chi hữu Chủ tịch Quang Trung Nguyễn Huệ. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi tham quan cũng như là viếng vua Quang Trung Nguyễn Huệ ngày đầu xuân Nhâm Dần. Người người bắt đầu đổ về đông rồi quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân tươi trẻ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Chỉ chơi một phút thôi.